Ai da, đau bụng quá. Hả? Không lẽ ông trời ông cho mình tiền? Ông ơi, lỡ giúp giúp cho trống, cho con xin mới đi. Nhiêu đây xài không có đủ. Ai hay nghe nó lại mày mày mà ta cướp, cướp. Cái bà này, bà không thấy người ta đang làm hả? Cái bà này, chỗ này chỗ bà đậu xe hả? Bà dẫn ra chỗ khác cho người ta làm. Nhiêu đây đậu được chưa? Hả? Bà đừng có nghĩ á, có tiền muốn đậu đâu đậu. Vậy thôi cô đậu đây tí xíu cô dẫn. Ai hút đi mà. Ê, mày quên cuộc chia dài kìa. Cảm ơn chú nha. Lỡ giúp rồi, giúp cho chót luôn. Cầm cái nón giùm con. Ê, ông này què mà còn đi ăn xin. Mấy tội nghiệp quá cho tiền ông đi. Hả? Cảm ơn chú nha. Cái vụ này được nè. Ai hút đi mà. Trời ơi, trời mẹ, hồi sáng con thấy ông già ông giấu quỷ đen đó. Mày chắc không? Chắc. Chí này ông lo với tao rồi. Hả? Ủa, bà làm cái gì vậy? Ông vô phụng tôi một lát coi. Ê, bà đi đâu vậy? A few moments later. Bây giờ tôi hỏi ông, cái quỷ đen ông giấu ở đâu? Tôi đâu có giấu quỷ đen đâu. Ông còn chơi hả? Ây da. Bây giờ ông nói không? Tôi giấu ở trong lâu dài á. Ê, bà dịnh cho tôi xuống. Ai hút đi mà. Rồi sao chở gì em? Có che như hấu không cũng chở không được nữa. Lấy ra đi, con chỉ cho. Để lên đây. Dẫn. Hả? Gọn gàng sạch sẽ luôn. Cô chú chạy về đi. Ai hút đi mà. Ai? Thằng nào? Xin vĩnh biệt cụ. Trời ơi, linh chơi. Ai đi gặp lẹ đi đi hả? Ai thằng kia? Mày làm gì ngày nào mà chạy cũng như đàn bà đẻ vậy? Ba người chưa nghe tin gì hả? Tin gì? Mùa quanh cúp tới rồi, tranh thủ đi lụm dép đi, để hồi hết đó. Hả? Bang bang, bang bang.
Rồi dép đâu? Đứng đây lại tí xíu đi. Có người nhảy cầu rồi lụm dép. What? Ai hú đi mà. Trời ơi, lụm chơi. Cha mẹ ăn xài không? Không. Mày biết ăn xài là xui lắm không? Kể từ đây gia đình mình nghỉ ăn xài. Đem cho xài dẹp đi. Bây giờ có ăn không? Không. Trời Phật ơi. Ê. Mày làm gì mà đóng hết nguyên vườn xài rồi? Thì hồi nãy cha mẹ nói không ăn xài nữa thì đóng luôn chứ để làm gì? Ai hú đi mà. Còn gì nữa ở đây mà không gọi thầu. Ê. Chạy đi. Hả? Cái vụ như vậy, chét lọ lẹ đi, để không kịp. A few moments later. What? Well, I will leave the light on. Tuổi trẻ đã sống hết mình cái thứ gọi là dấu sang hậu chung của xin dạy quân dậu biên sĩ lệnh. Quân hắn sĩ hoàng biên sĩ lệnh. Ok, biên sĩ lệnh. I will leave the light on. Thật là mát. Ai hú đi mà. Trời ơi, nó đang quay tấp tấp. Hai người rảnh quá. Phải cái thùng thần không mày? Phải. Bỏ điện thoại cũ, lấy điện thoại mới. Nhưng có điều phải thành tâm nha. Đâu cho cô thử coi. Bỏ điện thoại vô. Hả? Nhắm mắt lại thành tâm. Mở mắt ra. Khui. Rồi cái điện thoại của tao đâu? Chắc cô chưa thành tâm đó. Còn cái nào không? Bỏ vô. Sắp được rồi đó. Nhắm mắt lại thành tâm. What? Mở mắt ra. Khui. Rồi cái điện thoại của tao đâu? Chắc nó bị lỗi rồi, cô đứng đây đợi đi, để con đem gì sửa. Ai hú đi mà. Dũng Hoa, cầm cái vỏ gà đình phong, con đi toilet. Bánh bao nóng hổi, thơm ngon đây. Ê, ông chạy ra mua bánh bao kìa, để không tẹt. Bánh bao đặc biệt. Ê, mày bán bánh bao hay mày đi ăn cướp vậy? Bán cho tao một cái rồi. Hả? Thì ra ông là đồng bọn của đám đó gà hồi nãy. Rồi rồi, mày xong rồi. Con gà này đâu phải con gà của tôi. Lên xe, đi lên phường rồi nói. Ai hú đi mà. Bánh bao. Bánh bao đây. Rồi đó, cô chú cắm thử coi có điện chưa. Ai hú đi mà.